Ngày 22 tháng 7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Lai Châu vừa phối hợp với Công an thành phố Lai Châu phá thành công chuyên án ma túy, bắt giữ Hà Văn Liễm, sinh năm 1976, về hành vi mua bán ma túy. Tại cơ quan công an, bước đầu, Liễm đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Khám xét nhà của đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ hơn 100 gram chất bột trắng cùng nhiều vũ khí như dao, kiếm, côn dị khúc và một số tăng vật khác. Trước đó, vào đầu tháng 6 năm 2023, Hà Văn Liễm trú tại tổ 28, phường Đông Phong, thành phố Lai Châu, tổ chức bán heroin cho các con nghiện trên địa bàn. Để đối phó với lực lượng chức năng, Liễm đã kỳ công thiết kế ngôi nhà của mình ở giữa đồi chè như một pháo đài với lối vào độc đáo, lắp nhiều camera an ninh. Đặc biệt, Hà Văn Liễm còn nuôi thêm 28 con chó để cảnh giới đối phó khi người lạ xâm nhập. Sau thời gian dài theo dõi, khoảng 18 giờ ngày 21 tháng 7, lực lượng chuyên án bí mật tiếp cận ngôi nhà nghe tiếng đạn chó sủa liễm bỏ chạy ra đồi chè để thoát thân nhưng đã bị trinh sát khống chế bắt giữ hà văn liễm biệt danh liễm lấp là dân anh chị hung hãn liễm thường đeo dao nhọn bên hông nên người dân rất ngại va chạm bản thân liễm có hai tiền án về ma túy hiện vụ án đang được cơ quan công an điều tra mở rộng